hôm 1 tháng 8 năm 2009, ngày 1 tháng 8 năm 2022. Hôm nay là tròn 13 năm tôi rời chỗ nhất thời để trở về nơi vàng đài. Liên quan việc này, tôi có viết hai bài thơ cách nhau 3 năm, đi và về. Bài đi việc năm 2006, khi tôi làm đơn để xin được nghỉ hưu vào năm 2009, sớm 5 năm và bài về được việc khi có quyết định nghỉ hưu, khi 55 tuổi vào ngày 1 tháng 8 năm 2009. Tình cờ trùng hợp là, ngày tôi được chính thức nghỉ hưu 1.8. Theo quyết định của cấp thẩm quyền, lại trùng với ngày truyền thống của ngành, mà tôi đã làm việc 9 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Hôm nay, ngày 1 tháng 8 năm 2022 cũng là ngày kỷ niệm 92 năm thành lập ngành, 1932-2022. Nay nhớ và đăng lại để, nhớ, đi, em cứ đi đừng chờ ta phía trước. Bao cánh đồng vinh nhục cuối chân trời, quen bước tới, ta quay về phía ngược. Ném chén vơi, đêm tàn cuộc rượu rồi, con đường vắng, hình nhân ảo rách. Treo lơ thơ tâm ý con người, chổi đen, quà rủ mình trắng sạch. Chân nhợ bùn, giang cảnh sáng, cò ơi, gió tiên nhân thổi nghìn năm trước. Về lật tâm ta hỏi cảo thơm, chẳng có đá, ta nằm trên chiếu rách. Lưng đau sần bao vệt chèm áo cơm, cõi vô ưu, có thể nào để được. Tảng đá vì thân đè nặng một đời, em như có thảo nguyên mà mượn. Ta đành thôi một kiếp rong chơi, 2006. Về, ừ thôi, anh phải về thôi, minh quân xưa còn bỏ ngôi tu thiền. Anh đi, buông gánh lùi phiền, non xanh được điệp thùy biên giấc nồng. Tâm tình thủ thị mênh mông, bình bồng thoáng chốc hư không đời người. Lên rừng chơi với đời ơi, buồn vui cổ thù khóc cười nhân gian. Mau về cho kịp hè sang, thu mang lá đổ nhuộm vàng biển sông. Đi trên thác đổ nguồn không, đời sông mấy vực quạnh mông không bờ. Trở về cội, lòng hoang sơ, thân róc rách suối lơ mơ tâm hiền. Cưỡi trâu lên núi uyên nguyên, càng vừa trọn phần luân phiên kiếp người, cũng vừa xong một cuộc chơi. Sân si ở lại, anh về thôi, hạt ngàn, 2009. Hai bài thơ trên, nhạc sĩ Quang Đậu đã cảm tạc ngẫu hứng và hát với chiếc guitar mộc mạc, bình dị, đầy chất quê hương. Ta hỏi cao thơ chẳng
Cười trâu lên núi nghiêng canh dừa đỏ
vui hẳn ha. Ở lại.